sếp có cuộc họp với công ty đối tác. Sau đó sếp sẽ phải đi ăn với khách hàng. 15 phút sau sếp lại không nghĩ. Tiếp đó sếp sẽ có cuộc hẹn với anh John. Tôi đã nói với các cô rồi, chỉ có một thứ quan trọng nhất đối với tôi. Còn các thứ khác không là gì cả. Là gì vậy sếp? Đó là xe điện Vespa Neo Sema. Còn các thứ khác có hay không, không quan trọng. Các cô hiểu chưa?